shopnow.vn, à click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì cứ tê là tới với tất cả các bạn gì đây. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng ra đi rừng nha các bạn. Ủa ôi, ghê gớm chưa? Đi đường giữa thì nó quá bình thường rồi, bây giờ mình phải đi rừng cho nó chất các bạn ạ. Chứ nếu như mà mình mà đi đường giữa thì nó lại... Ui thật bình thường. Bao nhiêu clip livestream đi đường giữa rồi, phải chơi lớn luôn các bạn ơi. Đi rừng thế nó mới ghê. Đi dê con quái nó mới sướng được. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Sao trang phục mặc định nha các bạn. Úi trời ơi, một nhát vào mông này, một nhát vào mông. Cái nick này của mình thì không có trang phục gì hết các bạn ạ, toàn xài trang phục mặc định thôi. Vì thế nên, ui giời kệ đấy. Quan trọng thì cái trang phục đúng không? Chứ mất công bây giờ cứ suốt ngày trang phục, nhiều bạn lại ôi giời thèm rơi nước mắt chảy nước mũi, rớt nước miếng ra. Mình thấy thương mấy bạn ấy lắm. Vì thế nên mình xài trang phục giống như các bạn, cho nó giống đồng trang lứa. Ôi trời ơi. Thế là mày ngon lành cành đào không? Ôi giời ơi, vỡ mồm này. Mày chết nè mày, mày chết nè mày, sút luôn nè, sút luôn nè. Ô cẩn thận. Cái đấy mà mình đá thêm phát nữa các bạn, nó sẽ con quá bay ra khỏi cái vùng gọi là không hồi máu ấy. Nó rời khỏi cái vùng đấy là nó hồi máu đấy. Rất là khó khăn cho mình luôn. Vì thế nên tốt nhất là mình cứ gọi là ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết mày nè, chết mày nè. Thì hôm qua mình có đọc comment thì thấy có một bạn đi bình luận. Mỗi một clip của mình nó lại khác nhau hoàn toàn, nó chẳng có giống gì nhau hết trơn. Đúng rồi, phải khác chứ. Mình làm clip theo cái chiều hướng gọi là mới lạ mà. Hy vọng này các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách ấn cho mình một lượt like nhá. Một lượt đăng ký kênh nhá. Like không cũng được, nhưng mà cứ đăng ký kênh giúp mình bảo vệ là mình cảm ơn các bạn rất nhiều rồi đấy. Hello baby, chết nè. Inset cho các bạn xem này, hãy xem. Ôi thích mẹ nào, nó xài chua 2 nó chạy. Mày hả bưởi, nó xài chua 2 nó chạy các bạn ạ. Ôi ôi chán thế. Mình pha đấy mình hơi lưỡng lự các bạn ơi. Biết thế mình làm sớm luôn là ngon rồi. Tí nữa thì ăn được mạng Gindu rồi đấy. Hơi sai, tôi kệ không sao. Cái thằng này lì này, hôm nay như vậy mà nó vẫn còn cố gắng nó chầy cối. Tem bạn hơi bị máu lửa rồi nhá. Hôm nay trận này là mình hơi bị... Úi giời ơi, chết nè, inset cho các bạn xem nè. Quýnh nó, hư nè. Oh man, chừng chị đẹp như thế mà đồng đội mình lã rồi. Thôi xong, thôi đi về. Nhưng mình ăn nhì các bạn ơi. Trận này đúng đấy, mình gọi là năn nỉ đồng đội mình lắm. Úi giời ơi, này thì ngộ khỉ với chúng tớ này. Bạn đang đi làm gì? Dám hành hung đồng đội tôi à? Vớ vẩn, xử nghe vào luôn. Nãy là mình gọi là năn nỉ đồng đội mình cũng là kêu gọi là chát chít các kiểu các thứ. Kêu đồng đội là cứ yên tâm nhá, việc gì khó đã có, mình lo, mình gánh tem, cân hết. Trời ơi, thế nào cuối cùng mãi đồng đội mình nó mới cho đi rừng đây. Chứ không phải đâu, khó lắm đây. Muốn làm cái clip về vì tới ra đi rừng các bạn đâu phải dễ dàng đúng không? Đâu có dễ dàng. Nói chung là không quá khó, không phải là khó vì mình không chơi được. Mà cái khó ở đây chính là đồng đội mình nó không cho mình đi các bạn. Ví dụ các bạn muốn chơi về vì đứng ra đi rừng đúng không? Đó, mình pick ra, mình cầm chừng trị. Nhưng mà đến mình pick trước ấy. Đó, đến cuối cùng đồng đội mình đó, không ai pick pháp sư hết. Và nó lại pick thêm con Nakaros nữa. Rồi các bạn muốn đi rừng kiểu gì? Đúng không? Thôi kệ không sao đâu, lữ bố ăn chắc vị tướng gọi là Florentino rồi. Florentino cắm đầu cắm cổ nó chạy đi các bạn. Úi trời ơi, vì thế đấy đồng đội trận này của mình nó hơi bị tốt luôn. Năn nỉ ý ơi. Trời ngũ khí. Hello baby, làm gì vậy? Úi đồng đội tôi đúng không? Láo nháo là tôi cho ăn cháo nè. Hãy xem ta đây. Inset nè, láo nháo nè vừa ấy. Ghê chưa. Ngộ không làm được cái gì các bạn. Không làm được cái gì hết. Trời ơi, tàng hình rồi nhưng mà gặp mình quánh cho không đỡ được. Ra nó khó chịu lắm các bạn. Nhiều lúc các bạn chơi mấy con Nakaros ấy, các bạn có chiêu mà không chạy được với nó, nó hất tung ấy. Rất là ức chế. Rồi xong. Hello ông già. Hư nè. Ôi dồi. Cái mèo nào Oren ăn mạng qua đấy à. Ôi đau em, đau em. Này thì Gindu này, chơi luôn bạn ơi. Chơi luôn. Mình chơi thì cũng chẳng hay gì các bạn ạ. Nhưng mà đôi lúc này khá là nhiều bạn thích coi clip của mình. Đó cũng là một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Vui quá trời vui luôn. Bất tài vô dụng. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ mình cũng gần được 2 triệu người đăng ký đấy các bạn. Đặc biệt thì kênh Anh Hảo Live của mình cũng gần được 700 người đăng ký rồi. Ôi ôi, inset nè, giỡn mặt nè, nó ghê chưa, inset ghê chưa. Ngộ không theo mạng sẽ cay mình lắm. Cứ đậu xanh thò mà ra là nó vang. Trang phục ngộ không theo mạng thì nó nằm trong cái sổ sứ mệnh ý các bạn.
Chắc hôm đó mình cũng có, mình có rồi nhưng mà ấn nick anh Hảo cơ. Nick này thì mình có cũng không, cũng chả có trang phục. Số 3 mình chơi rất là nhiều nick các bạn ạ. Mình chơi nhiều nick, rất là nhiều nick khác sau. Tại vì nếu mà mình chơi một nick ấy thì nó đánh nó sẽ không mất mất tự nhiên lắm. Tại vì mình thường thường mình hay chơi rất là nhiều nick để cho nhiều bạn không phát hiện ra mình, để mình làm clip cho nó kiểu giống như là nó tốt mù vậy. Tao cay, cay cú đúng không? Cay quá cay đúng không? Kiểu như là nó các bạn hay nhận ra mình, đâm ra clip đó rất là mất tự nhiên các bạn. Muốn để cho các bạn không ai nhận ra mình để làm clip cho nó tự nhiên, chơi cho nó sướng khó lắm. Vì thế nên là mình phải làm rất là nhiều những cái trận đấu trên nhiều cái nick khác nhau. Mà nick của mình thì mỗi mùa giải thì mình cũng chơi lên gọi là 3-4 nick lên cao thủ, có khi 5-6 nick, nói chung là tùy thôi. Có thời gian thì mình leo rank nó nhanh, có thời gian thì mình cũng không có. Trước khi ăn mít muốn ăn blue phải hỏi các bạn. Chứ mít theo mình nó không có ý ăn blue các bạn ơi. Kỳ ra blue thì mình cũng chả cần đâu. Mình cũng không cần blue cho lắm. Tại vì jet hả? Jet là vâng hả? Ok đi. Còn sao nha. Không đánh thì ôm thôi, đúng rồi, ôm thôi. Việc gì khó cứ để ra mình lo cho. Mọi người inset này. Ủa sao cái con ông già XL này nó biết mình ở đây hay sao ta? What the hell. Ok, cái con hàng kìa. À đù, né luôn à. Kinh thế nhờ. Chơi ra mấy cậu ơi. Mình tới đây chơi nó. Ngô khí. Ai trời. Mạnh mẽ chứ. Mày ưu tía mày. Hãy xem tới đây. Chết mày nè. Thôi. Ô. Lửa. Đáng sợ. Đáng sợ quá. Đáng sợ luôn. Mày xạo nè mày. Sao xạo hả bưởi. Chết mày nè. Ổn. Bớ người ta. Ông già lửa đang bị crazy quánh kìa. Quánh xếp ML luôn. Sorry bạn nhá. Mình ăn mấy con lính thôi, tí nữa yên tâm. Con bùa xanh sau mình sẽ nhường cho bạn. Bạn cứ yên tâm đi. Mày ăn bạn có vài con lính thôi, nhưng mà con bùa thì mình sẽ nhường cho bạn hết luôn. Khổ lắm cơ. Nhiều người họ ích kỷ các bạn. Mình ra ăn có con lính của nó mấy cái thôi, nó gọi là chửi, giống như là kiểu như là chửi mình cút đồ ấy. Nhiều người kỳ lắm. Mình thì không phải là mình ấy, nhưng mà nhiều lúc và đôi khi ganh hỗ trợ cần thiết các thứ kiểu hello baby mày chết này hãy xem. Ôi trời ơi, nó bật tốc hành, nó chạy các bạn ạ. Eo tin được, chạy gì mà ghê thế. Ê, cứu mình với bạn ơi. Trời ơi má ơi, xém nó thì chết ghê thiệt, xém thì mì cũng không có đập cho nát đầu luôn. Cũng may là lữ bố tới kịp đấy, lữ bố tới không kịp là nó cho mình gọi là lên bảng đếm số rồi. Ổn. Cái con này khi mà các bạn sử dụng cái chiêu 2 trúng một cái á, các bạn lao vào cái chiêu cuối đó, xong rồi đấy kết hợp chiêu 1 luôn là coi như là nó gọi là bay mất xác luôn đấy các bạn. Bay xa ơi là sao nó đẩy quá trời đẩy luôn, ghê lắm. Thực sự là quá đáng sợ luôn đấy các bạn. Trời ơi. Bùm, chết mày nè. Ư nè. Quéo con cua luôn. Quýnh cho quéo con cua luôn. Chơi cho quéo, quéo càng cua luôn. Về chưa? Em phải quên hết đường về. Anh có thể chở em về không? Anh có thể đợi em về cùng không? Mọi người xem Violet ra rồi. Ra. Sầu thế. Đứng sâu trong quá các bạn. Nói thật phát đấy, nếu mà mình có tốc biến thì mình tốc biến vào, mình đá chiêu 1 phát, mình inset chiêu 2 ra đấy. Inset đấy các bạn. Yeah. Ui giời. Mù mắt. Mù mắt tôi rồi. Inset vãi cả inset là đầu xanh. Inset cái người mình không à? Có thấy các bạn nó về với mình đâu? Đùa nhau à? Chán vãi. Đậu xanh. Vãi cả inset. Xin lỗi mọi người nha, mù mắt. Nhìn mình chơi con này vẫn sượng sượng tay lắm. Không có tự tin. Đi chơi đấy các bạn. Nhưng mà chơi nhiều thì cũng chưa chắc đâu, tại vì mình thích đi rừng hơn là đi đường giữa. Vì thế nên mình rất ít chơi ra. Ra rất là khó chịu các bạn. Cao thủ vẫn hay cầm con thú này leo rank, cực kỳ lợi hại luôn. Thoải mái đi bạn ơi, bùa xanh cho bạn luôn. Ăn thoải mái. Bạn thích thì từ giờ mình giờ đi mình nhường bùa cho bạn con bùa xanh luôn đấy các bạn. Nhường cho mít con bùa xanh luôn, không thèm ăn con bùa xanh nào hết. Đấy. Con người chơi gọi là hư lòng vì đồng đội là phải như thế. Các bạn thấy được không? Hợp lý không? Hợp lý quá đi. Nhiều người chơi ra mà cuối cùng gọi là xanh, đi rừng mà không chịu nhường bùa. Rất là nhiều người luôn. Xấu.
quá sâu tính sâu nên. Mí rồi chứ, nó đứng sâu kia sao inset được. Đã vậy nó còn hai đứa, chẳng may làm combo nó không chết một cái, nó ra nó dồn combo ngược lại cái này. Ôi ôi vỡ mồm. Moren đang ăn rồng các bạn. Kệ Moren ăn rồng, Moren ăn rồng nhanh mà. Nó bắt vào cái con rồng này rồng nhỏ. Nếu có rồng bạo chúa thì có thể nói là hơi lâu, nhưng mà rồng nhỏ Moren nó bờ mấy cái là mất con rồng à. Mạnh lắm, Moren cuối trận nó cực kỳ bá luôn. Càng về cuối trận nó càng mạnh. Ngộ khỉ này, hãy xem ra đây. Chết mà nè, đâu rồi. Ôi, mẹ nó tăng hình không thấy nó luôn các bạn. Cái định mạnh. Đây, cơ hội của mình tỏa sáng đây rồi. Cơ hội của mình tỏa sáng đây rồi. Chơi đó các cậu ơi. Quýnh luôn. Trận này hỗ trợ hơi bị nhiều rồi đấy. Cho mình ăn mạng chơi nào. Này thì Gindu này lớn nhớ này. Nhây, được một kill. Ngon chưa? Nhưng phải đấy mà Gindu không chết, mình đá chưa một đó là nó bay ra tí mới xong bụi luôn đấy. Không, đấy là mình nói thật. Con này nó đánh hay lắm, bựa lắm. Biến thái cực kỳ luôn. Nhất là lúc mà nó hất tung, không xài được chiêu, cày vãi trưởng. Đây mình sẽ lên cho nó cái quyền trượng nha các bạn. Cho nó có hút máu cái. Chứ nếu như mà không có hút máu cũng hơi mất thời gian, mình phải biến về. Đan rồng luôn các bạn. Sơi con rồng luôn. Sơi con tà thần luôn. Nhưng giống như con này là con gọi là Kasa. Con Kasa tà thần này. Wow. Inset một phát chết con quái luôn. Ghê. Thả dòng tiên phong ra đường giữa nha. Anh em ra ép đường giữa này. Crazy mình ra ép đường giữa này. Tem bạn đảm bảo là khóc thét luôn. Chơi nó. Moren với cả Atu lại xuống dưới à. Không ra đường giữa này à. Anh hạ đau. Đây. Đây rồi. Ép nó. Ép nó luôn các cậu. Ép nó luôn. Thả bướm xuất luôn đi. Xuất chiêu. Úi giời ơi. Quẩy lên. Ủa Chrissy sao chạy đi đâu kia? Bạn ơi, Chrissy ơi, đầu xanh bà tay dài bà đi đâu đây? Chết rồi, thôi rồi, mất con rồng tiên phong rồi. Ôi chán vãi trưởng luôn, Chrissy đi đâu ấy các bạn? Lấy giữa đường dưới làm gì? Chờ con rồng tiên phong mà lấy được cái trụ bé tí này á? Chơi là luôn cũng được này, ấy xem ra đây, in xe này, đấu sân nó chứ méo hơi choáng lòi mồm tôi luôn, tôi méo biết xài cái gì luôn đấy các bạn. Ôi ôi, in xe này thì in xe. Kỳ cục vậy, choáng quá choáng ơi. Phần đấy nếu mà mình có tốc biến thì mình sẽ làm đẹp đẽ sạch sẽ hơn đấy các bạn. Phần đấy mà có tốc biến thì mình sẽ lao chiêu cuối hoặc lao chiêu một vào cộng cái tốc biến là hơi bị đẹp phần đấy luôn. Nhưng mà tiếc quá, đi rừng đâm ra không cầm được tốc biến, cầm mỗi trừng trị. Nãy giờ mình còn chẳng ăn rừng nhà mình đấy kìa. Nãy giờ còn mình cứ long nhong có ăn rừng nhà mình đâu. Có ăn rừng nhà mình đâu. Mò đen nó lụm lúa luôn rồi. Kệ bạn đấy luôn, không sao cả. Nuôi cho AD xanh cũng tốt mà các bạn. Nói chung là một là đi rừng xanh thì hai là AD xanh. Đấy là nuôi hai con tướng đấy là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đa số gọi là đáng lẽ đa số là sẽ nuôi những vị tướng xạ thủ các bạn ạ. Nuôi những con tướng xạ thủ ấy. Và ví dụ như là nói chung là xạ thủ thì mình nuôi thôi. Nuôi giống như là nuôi ấy xong sau này cho xạ thủ nó đẻ trứng ra là ngon. Bán kiếm tiền lời ngon. nói thế thôi chứ. AD là cái con tướng mà mình cần bảo kê. Tại vì sát thương của nó gây ra rất là lớn. Rừng thì nuôi không nuôi cũng được. Nhưng mà riêng AD là phải bảo kê hết mình cho bạn ấy farm. Nói chung là bùa đỏ thì nhiều lúc mình để bạn ấy ăn cũng được. Chết mày nè. Đậu xanh chỗ. Nó lại có bức tường các bạn. Nó mà đi bộ về đường này một cái là nó chết với mình. Mình tính mình căn theo cái kiểu gọi là hắc não nó ở đây. Chặn đầu nó không cho đường nó về đấy. Nhưng mà tiếc quá các bạn ơi. Không ổn tí nào. Chơi luôn này các bạn ơi. Chơi luôn này các bạn ơi. Chết nè. Úi con cua nè. Bảy bả hả? Cười nhây đi. Úi con cua này. Chết nè. Các bạn hãy xem clip của mình, ấn cho mình một lượt like và đăng ký kênh mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nhiều lúc các bạn bình luận cũng cảm thấy khá là vui. Ôi ôi. Đôi lúc các bạn khen mình cũng khoái lắm chứ bố. Thẹt. Khoái vãi lèo luôn, đọc bình luận mà phê. Sướng. Ôi giời ơi, sướng. Sướng như con cá nướng ấy. Đúng không? Chết mày nè. Ôi giời ơi. Hôm nay làm ra đi rừng cũng may chưa bị mất mạng các bạn. Vẫn còn liềm kìa. Trời lớn luôn. Trận này mình hỗ trợ hơi bị nhiều các bạn. Nhìn xem. Mình hỗ trợ 9 mạng luôn kìa. Tuy không phải là gọi là bá đạo nhiều nhất tem, nhưng mà
vậy là cũng tương đối quá nhiều rồi. Nhiều người họ chơi ra họ toàn KS không, cứ đánh gần chết nó quăng cho ai cái bụp cái là xong, bụp cái là xong, KS lòi mồm luôn, ăn dòng tiên phong luôn, ý luận ăn dòng bội chúa luôn, bước luôn, chơi luôn, mày hả dòng, đầu sân cho mày, mày hả dòng, mày không, mày hả dòng, chơi mày luôn nè, giỡn mặt hả, chơi mày luôn nè, chơi mày luôn nè, rồi cho bạn ăn cái quyền năng hắc ám luôn, trời, bét AD luôn, trời, AD nuôi, từ đầu đến cuối nuôi, kinh ghê rồi chứ, chơi nó mấy cậu, mình coi chiều cuối ở đây, sợ gì mà không dám chơi nó. Có cái liều đợt mạnh ở đây, thoải mái đi các cậu ơi, hãy xem tới đây. Ủa, mẹ đã đập đầu vào tường, ôi ôi, mẹ sướng hết ở đầu luôn các bạn ạ. Em tin được vào đây đập đầu vào tường cơ, cái gì đây? Thằng ra này hôm nay nó bị làm sao ấy, bị tính gọi là chơi thiết đầu công à. Mẹ đập đầu vào tường, luyện công thôi các bạn ạ. Gớm mặt thật đi chứ, không thể tin được mình lại làm như vậy luôn ý. Các bạn thấy thiết đầu công của ra nào, đập bể đầu vào tường luôn, kinh thế. Thắng rồi, tem bạn thì còn có 2 người thôi. Mà đặc biệt thì lính nó đang lên trà lên rất là nhiều, trận này bất tử các bạn ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip về mình đứng ra đi rừng của mình nha. Chúc các bạn đang xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau, bye bye.